Hello, xin chào các bạn. Mình là Trường đến từ Adam Music. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái kỹ thuật nó liên quan tới, nói chung là đây là một kỹ thuật nó làm cho âm thanh của các bạn nghe lạ hơn. Và các bạn có thể nếu mà để ý, các bạn sẽ nghe nhiều trong những cái bài hát, ví dụ như là phía sau một cô gái, hoặc là một số những cái bài hát khác nó mang tính R&B một chút xíu. Đó là cái kỹ thuật, nó có tên là Reverse. Các bạn, Reverse, R-E-V-E-R-S-E. Thì kỹ thuật này á, nói nôm na á, nó là thay vì khi mà các bạn có một cái track nhạc đi, hay là một cái track âm thanh đi, thay vì các bạn play từ đầu tới đuôi, từ trái sang phải, thì bây giờ mình sẽ tìm cách mình lộn ngược cái track đó lại để làm, để mà cái phần mềm nó sẽ play từ đuôi tới đầu. Các bạn nắm được ha? Là thay vì play từ đầu tới đuôi thì bây giờ người ta sẽ play từ đuôi tới đầu, và nó vô tình tạo ra một cái hiệu ứng gì đó mà nó rất là lạ, và nó làm cho các bạn, làm cho cái bài hát của mình nghe nó thu hút hơn và nó mới hơn, nó hiện đại hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái file âm thanh mẫu thử ha. Mình lấy một cái file âm thanh mẫu đi. Rồi, import nó vào. Mình làm thử các bạn xem ha. Đây, ví dụ như là bây giờ mình có một cái file âm thanh như thế này, piano. Đó, mình có một file như thế này. Thì bây giờ mình sẽ lật từ đuôi sang đầu với các bạn nghe xem cái hiệu ứng thử ha. Mình không biết trong những cái đo khác như thế nào, nhưng mà trong Studio One á, thì các bạn chỉ cần click phải vào Audio và Reverse Audio, còn không là Control R. Các bạn sẽ nghe thử. Đó, các bạn thấy nó play từ đuôi tới đầu, và nó tạo ra một hiệu ứng, nó giống như là khi mà vừa ra nó lại bóp lại, vừa ra nó bóp lại. Đó, thì cái hiệu ứng này á, nó thường được dùng ở những cái đoạn chuyển giữa hai cái verse hoặc điệp khúc, hay là điệp khúc quay lại verse, hoặc là từ dạo sang cái lần hát đầu tiên, vân vân. Nói chung là nó sẽ được sử dụng vào những cái đoạn chuyển, hoặc là những cái đoạn mà các bạn làm cho nó ma mị một chút xíu. Những cái file âm thanh này á, nếu mà các bạn sử dụng vocal á, thì các bạn sẽ cảm giác nó rất là, gọi là khá là ma mị các bạn. Chỉ vì là tôi yêu quá thế thôi, chẳng có chút thi vị gì với một ai khác. Rồi bây giờ mình revert lại ha. Hả, các bạn nghe lại thử ha. Anh yêu người tôi nhìn hình mà sai của cái đó. Các bạn nghe cảm giác đó. Nó giống như là một cái tiếng của nước, giống như là nước Ấn Độ hay nước gì á. Nó thì những cái hiệu ứng này gọi là reverse. Các bạn có thể áp dụng nó vào nhạc như hồi nãy mình nói rồi. Tuy nhiên á, có một số cái nơi, cái lúc á, mình có thể mình áp dụng cái này vào để dùng làm ambience. Hoặc ra nếu mà các bạn biết bỏ thêm một số cái hiệu ứng, ví dụ như là reverb, hoặc là delay, hoặc là những cái khác, thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng mà nó gọi là không có trong thực tế, và nó làm cho các bạn có cảm giác, làm cho bài hát của các bạn nghe rất là lạ. Đặc biệt là những cái thể loại giống như là R&B hoặc là world music các bạn. World music nó cần một cái độ ma mị tương đối, thì nếu mà các bạn sử dụng được cái hiệu ứng này, các bạn bỏ nhẹ vào trong đó, thì tự nhiên nghe cái bài của bạn rất là ép phê. Đó, thì hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn cái hiệu ứng reverse này. Hy vọng là các bạn có thể vật vạch và làm ra được những cái sản phẩm nó lạ, nó độc, và nó hay hơn nhờ hiệu ứng này. Và nếu mà các bạn có những thắc mắc hoặc là những cái yêu cầu làm những cái nội dung khác tiếp theo, các bạn có thể inbox hoặc là comment bên video clip dưới ha. Cảm ơn các bạn.